Dạ vâng anh. Thấy cậu đi công tác suốt hôm nay về mới đến thăm được. Dạ vâng anh, thì hôm nay em mới có dịp em vào cửa hàng. Vâng. Em có giúp gì anh được không anh? Đây thì hôm nay là cũng muốn đến nhờ Dũng tư vấn giúp anh là chọn anh một hai cặp kính nó chất chất một tí mà nó Vâng. hợp với mặt anh, đặc thù của mặt anh thì nó cũng À, vâng. hơi nhỏ nhỏ một chút, Vâng, tư tức vấn giúp là anh chất mà đẹp nhưng mà phù hợp với khuôn mặt của anh. phải phù hợp. Dạ vâng, thế để em tư vấn cho anh. Dạ vâng. Thì em thấy khuôn mặt của anh là cũng là nhỏ và rong ròng, thì nếu khuôn mặt của anh thì cũng là dễ đeo kính, thì nếu với khuôn mặt của anh thì em khuyên anh là anh nên có thể tham khảo những dòng kính Kern này hoặc là Ray-Ban size 58, hoặc anh có thể là tham khảo thêm cho em cái dòng Amor. Kern với Amor thì là hai cái dòng là dành cho khuôn mặt nhỏ, và hai là anh có cái ưu điểm là cái mũi rất là cao, và có mũi rất là cao đấy, và cái khuôn mặt rất cân đối, thì anh có thể thử cho em đây, anh thử trước cho Em em chọn cái cây, xem dạ nào. vâng, anh có thể thử trước cho em cây kính Kern Mỹ, con này là con kính Kern đời thập niên 60, anh có thể thử lên trên khuôn mặt. Đấy, anh xoay gương luôn. Trông cũng được cái gì Dạ vâng. nhỉ? Con này thì thứ nhất là cái mũi anh rất là cao nên anh đeo là nó thoáng mặt này. Thứ hai nữa là cái dòng kính cơn size 52 này thì những bác nào mặt càng vừa và nhỏ thì đeo sẽ lại nó càng tôn cái dáng của kính lên. Em Con nhìn này này, là con cũng là một thoáng con tuyển đấy ạ. Con là con đẹp. Đây, anh thử thêm cho em con Amor này. Con này là con Amor nhạt. Nó cũng dành cho khuôn mặt nhỏ. không? Em giúp này nhiều kính chất đấy, được. Cái dòng Amor này thì nó lại theo thiên hướng là nhẹ nhàng, thanh cảnh. Đấy, những bác nào mà gọi là thích chơi một cây mà nó nhẹ nhàng, nó thanh cảnh một chút đấy, thì mà bền thì Amor là một trong những cây kính mà nên lựa chọn. Thì anh có thể là tham khảo thêm cái dáng Amor này cũng là đẹp. Vì Kern với Amor là hai cái dáng nó khác nhau, nên anh hoàn toàn có thể là lựa chọn cả hai cái bản này anh đeo thay đổi. Và hai cái màu mắt nó khác nhau, vì một cây cây cơn Mỹ thì là mắt đặc trưng của nó mắt xanh đen rồi, còn Amor anh có thể chơi cái dáng mắt treo và mắt trà, hoặc anh lên cái mắt xanh rau muống cũng rất là đẹp. Cái này nó nhẹ nhàng, thế này trước này. Dạ vâng. Mỗi cái một cái điểm mạnh riêng, công nhận. Dạ vâng. Đeo một vòng thích. Dạ vâng. Công nhận con này hợp đẹp. Vâng. Đấy, anh đeo cả hai đi Mỗi xem con nó anh một hợp cái cây vẻ nào. riêng, một cái khoảng không gian để mình sử dụng nó riêng Vâng. phù hợp với mình. Đúng rồi, mỗi cây nó sẽ có một Đúng. dáng, một phong cách, nhưng nó sẽ có điểm chung là phù hợp với cái khuôn mặt của Khuôn anh là mặt khuôn ra mặt nhỏ và rong ròng dài. công nhận. Mới đầu Dạ. tôi định đến đây nếu nếu một cây thôi, nhưng mà thấy hai con này Dạ cũng hợp với mình mới đẹp, nên cũng là duyên thì thôi. Có em chốt cho anh cả cặp đi. anh lấy một cặp, anh lấy cả một chơi một cây cơn và Một một cây cây cơ, một cây Amor. amo đi, Dạ vâng, chứ rồi còn chơi một cái thì sợ nó chưa đủ đủ độ. chưa đủ độ, và mình đeo thay đổi được anh ạ. Dạ vâng anh, Ok rồi, dạ vâng, rồi em chốt cho anh một cặp rồi. kính Amor và một cặp một cây Amor và một cây kính cơn Mỹ. Dạ vâng Rồi anh. cảm ơn em. Dạ vâng, rồi Rồi. để em sẽ giờ em sẽ sắp đồ với phụ kiện các thứ đầy đủ và ghi phiếu bảo hành bảo đảm cho anh. Ok.